Thưa quý vị và các bạn, Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 có chủ đề Từ ứng phó đến hành động sớm. Những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương, trong đó tập trung đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình đê kè nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Phóng sự được thực hiện nhân ngày truyền thống phòng chống thiên tai 22 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hai tuyến đê gồm đê tả sông Hồng và đê tả sông Luộc với tổng chiều dài gần 80 km. Trên hai tuyến đê hiện có 14 cống qua đê, 15 kè lát mái hộ bờ, kè mỏ hàn với tổng chiều dài hơn 27 km. 3 cửa khẩu qua đê, 60 điểm canh đê, 21 điểm kho bãi vật tư dự trữ phòng chống lụt bão, 45 giếng giảm áp từ năm 2010 đến hết năm 2022. Toàn tỉnh thực hiện củng cố, nâng cấp hơn 75 km đê tả sông Hồng và đê tả sông Luộc, hơn 7 km kè với tổng kinh phí hơn 4.000 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn kinh phí của Trung ương với hàng trăm tỷ đồng dành để duy tu, tu bổ đê điều, mở rộng mặt đê, làm đường hành lang, xử lý khẩn cấp, cấp bách, sự cố, đê kè. Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm nay với chủ đề Từ ứng phó đến hành động sớm, nhắc nhở mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động ứng phó với thiên tai. Mỗi hành động sớm trong ứng phó trước thiên tai sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng để giảm thiểu thiệt hại. Chính quyền các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng hành động theo phương châm 4 tại chỗ để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, góp phần giảm nhẹ thiên tai. Cùng với các ban ngành để xây dựng kế hoạch cũng như các cái phương án về cái phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh và đã hoàn chỉnh để thực hiện tốt cái phương án đấy, phải thực hiện theo cái phương châm 4 tại chỗ. Để thực hiện được thì các địa phương đơn vị phải chủ động cụ thể hóa các cái nội dung trong các cái phương án như về nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để khi mà thiên tai có thể xảy ra thì ta có thể là ứng cứu tốt. Mấy thứ hai nữa là trong cái phát triển kinh tế xã hội, ngoài cái việc chủ động đầu tư xây dựng các công trình phòng chống thiên tai thì chúng ta cũng phải xây dựng phát triển kinh tế xã hội làm sao chúng ta phải là thích ứng với thiên tai. Cùng với công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phục vụ phòng chống thiên tai thì công tác kiểm tra xử lý vi phạm về phòng chống thiên tai, nhất là vi phạm đê kè và các công trình thủy lợi cần được làm thường xuyên để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.